Ranh giới giữa một KOL coach được khách hàng yêu quý và bị khách hàng quay lưng là gì? Có rất là nhiều câu trả lời, có thể là do người KOL coach đó nói chuyện thuyết phục hơn, có thể là người KOL coach đó bán hàng tốt hơn hoặc là làm cho khách hàng vui hơn. Nhưng cái câu trả lời mà bác sĩ Hùng nghĩ thuyết phục nhất đó chính là đạo đức và triết lý của người KOL coach đó. Chúng ta biết rằng là ai cũng muốn khi tiếp cận với khách hàng sẽ bán được hàng, và sẽ có nhiều người họ sẽ cố gắng bán hàng bằng mọi giá để làm sao họ có được những cái thu nhập. Tuy nhiên, đối với một người KOL coach mà có những đạo đức và triết lý kinh doanh thì họ sẽ nhìn khách hàng một cách tổng thể hơn, họ luôn có một cái sự đồng cảm, thấu hiểu và luôn có một cái sự trách nhiệm của mình với người khách hàng đó. Và điều này nó sẽ làm cho người KOL coach đó sẽ luôn có được một cái sự tin tưởng, một cái sự đồng cảm cũng như là cái sự cảm thông với khách hàng. Và điều này nó sẽ tạo nên một cái sự thành công. Mặc dù có thể là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để tạo dựng sự thành công đó, tuy nhiên đây là một sự thành công rất là bền vững. Và đây cũng chính là những cái điều mà Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng chúng tôi hướng đến. Chúng tôi muốn xây dựng những cái đội ngũ tư vấn viên trở nên chuyên nghiệp, trung thực và cũng như là có những cái triết lý về dinh dưỡng một cách đúng đắn, để từ đó phục vụ cho cộng đồng một cách tốt hơn. Và hẹn gặp tất cả các anh chị tại các khóa học của Viện chúng tôi.